Mình xin chào các bạn, mình là Tính đây. Chào mừng các bạn trở lại kênh Thủ Thuật Hay Vlog. Hôm nay thì mình xin chia sẻ tới các bạn cách để tăng view tự nhiên và cách để giải các cái đường link video YouTube của các bạn lên các trang mạng xã hội. Thì để làm được cái điều này, đầu tiên các bạn vào cái kênh YouTube của chúng ta và chúng ta sẽ vào cái video mà chúng ta muốn giải link. Ở đây mình lấy ví dụ thì lấy cái video này nhé, hoặc là cái video nào mà các bạn muốn thì các bạn copy cái đường link này. Tiếp theo đó thì các bạn chuyển sang cái sang tab Facebook. Ở đây mình sẽ liên kết với Facebook nhé. Thì tại sao mình lại liên kết Facebook? Thì Facebook là một trang rất là nhiều các cái fanpage và các cái nhóm, các cái trang YouTube partner. Với cái trang Facebook này thì các bạn có thể liên kết được rất là nhiều link, và điều đó sẽ làm cho cái lượt view của chúng ta lên, tăng lên tự nhiên, và các bạn sẽ tìm tới nhiều đối tác khác cùng cái sở thích của các bạn. Giả sử như các bạn làm về ẩm thực thì cũng có rất là nhiều nhóm về ẩm thực, hoặc là các bạn làm về phát triển YouTube thì có rất là nhiều nhóm YouTube. Như vậy thì các bạn sẽ được tăng cái lượt view dễ dàng và sẽ có nhiều người liên kết với các bạn hơn. Thì đầu tiên các bạn vào cái trang Facebook của chúng ta và các bạn điền vào đây để tìm kiếm các cái nhóm. Giả sử như là mình muốn tìm trao đổi sắp chéo kênh đây, thì nó hiển thị rất là nhiều các nhóm hiển thị ra, thì các bạn gửi yêu cầu tới tất cả các nhóm này đó. Thì các bạn điền sang mục bên này này, ấn vào nhóm hoặc là trang. Nhóm thì để các bạn có thể gửi được yêu cầu, còn trang đây thì các bạn gửi yêu cầu tới để tham gia vào các cái trang đó. Thì các bạn ấn vào đây để tìm tham gia vào trang người ta. Ở đây thì các cái trang này nó không cho các bạn tham gia, nhưng mà các bạn cũng có thể paste được các cái đường link vào đây đó. Thì các bạn đợi cho người ta duyệt đây, bài viết của đang được duyệt đây. Thì khi các bạn giải các đường link này thì với những cái nhóm như thế này thì người ta sẽ nhìn thấy cái đường link video của bạn, và các bạn đặt cái tiêu đề làm sao mà cho nó phù hợp. Thì các bạn điền vào đây thì đó, để mình viết nó vào, mạng mình hơi chậm đó. Thì các bạn giải link lên đây, các bạn check in ở đâu đó, sau đó các bạn gắn thẻ bạn bè này. Thì ở đây đã có cái tên này rồi, thì người ta sẽ nhìn thấy, và cái tên nhóm là tên trao đổi lượt sub view đây, thì người ta sẽ nhìn thấy và người ta sẽ ấn vào cái đường link này, người ta sẽ vào cái video của bạn xem video cho bạn. Như thế thì cái đợt tăng view của các bạn rất là hiệu quả và tăng sub cho các bạn rất là hiệu quả. Với trung bình là một view là một sub. Với lại các bạn giải toàn bộ các cái đường link này, những nhóm càng nhiều người thì các bạn tăng sub càng nhanh đó. Thì cái tăng này là tăng rất là tự nhiên, thì các bạn cũng giống như các bạn đi trao đổi với người ta thôi. Tiếp theo nữa thì ở đây thì các bạn cũng có thể vào các cái nhóm mà các bạn đã đăng ký để các bạn giải link. Thì các bạn vào ấn và xem thêm đây, và các bạn kéo xuống mục nhóm, và nếu mà các bạn muốn vào mục trang thì các bạn tìm mục trang, các bạn vào mục trang ở phần này đó. Thì các bạn có, giả sử như cái nhóm này có 2.163 thành viên, giả sử mà chỉ có 100 thành viên online thôi, thì các bạn 100 thành viên đó ấn vào cái đường link của bạn xem thì các bạn sẽ thành ra bao nhiêu lượt sub rồi, đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần paste cái đường link đây, tạo cái tiêu đề đúng với cái video của chúng ta. Giả sử ẩm thực thì bạn điền vào ẩm thực. Như vậy thì nó sẽ được tăng cái lượt view rất là dễ dàng và hiệu quả, nó không bị sầu farm đó. Và YouTube lại rất là khuyến khích thì các bạn đi liên kết tới các mạng xã hội, để làm sao mà khi mà các bạn liên kết tới các mạng xã hội thì vô tình chung là YouTube nó đã kéo cái fan
fan từ các cái mạng xã hội về cái phe của mình. Giả sử mà nhiều người chơi Facebook ấy, thì người ta thấy cái video của bạn, thì người ta ấn vào thì người ta biết là làm sao mà để làm video như thế này thế kia ấy. Người ta cũng thích thì người ta lại vô hình chung lại cũng làm tạo một cái kênh video, kênh YouTube như bạn đó. Giả sử như vậy thì YouTube nó rất là khuyến khích các bạn đi liên kết từ các mạng xã hội. Thì mình có thấy rất là nhiều kênh thì không có được có liên kết từ các mạng xã hội thì nó sẽ được kê vào bị sờ farm và bị mấy phần trăm gì đó đó. Nếu các bạn cứ đi giải link thì cái video của các bạn thì giải tới 100 kênh đi, 100 cái nhóm đi. Giả sử một ngày bạn làm được một video mà các bạn mất 100 mất tầm 2-3 tiếng gì đó đi giải link. Xong à các bạn cứ để đó thì trong vòng một ngày có khi các bạn còn có thể kiếm được vài trăm lượt sub, mấy vài trăm lượt view ấy chứ. Nếu mà các bạn điền đúng cái tiêu đề như mình là tạo ảnh hoặc là làm như thế nào để giống cái làm sao để nó kết hợp với từ cái video của bạn kết hợp với cái tăng sub tăng view của bạn đây, đúng cái tiêu đề nhóm mà tăng sub chéo kênh YouTube này, mua bán trao đổi kênh YouTube này đó, thì các bạn cứ đăng lên mấy cái nhóm này, người ta rất là quan tâm tới cái chủ đề của bạn luôn. Ok, thì video mình chia sẻ đến đây thôi. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì nút like đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào lại.